Đang bán cái loại 150 kia đang vui. 150 đơn đấy nhung. Đây có con này có lẽ là văn chấn này. Tức là các cái đốt của nó rụt ra rụt dịt đây này, cái này này. Nghĩa là tính đây chỗ này hôm ở cái thằng nó bảo là chỉ có giá 20 cây đơn ta còn nó văn chấn. Ôi, nó chả biết cái gì. Nó cứ phân biệt qua là cái lá nó tròn với lá dài, nhưng mà cái dài nó cái lá nó dài nhưng mà cái hàng văn chấn của mình nó không thoát cao được như này đâu. Nó giống chi mà nó chiết dài. Chiết đấy là cái hàng văn chấn Thái Bình của ông ấy này. Của ông Thao là đi ông cũng trồng đấy. Biết thì phải ở đây là chuyên gia văn chấn rồi bà này không hỏi. Tao có biết gì đâu, đi mua là mua như... Thôi bán nó thành ra đơn cờ cũng được, nhưng mà thực ra là những cái mà tròn như này này, lá nó dài thì là nó là đơn cờ. Còn nếu mà tròn thì là gọi là văn chấn cũng được, gọi là, nhưng mà bây giờ là bọn cháu không bán thành văn chấn xịn mà là gọi là văn chấn lai. Văn chấn mà ông Lâm thì ông lại không cho gọi là văn chấn lai, tại vì là nó lai cái gì bây giờ thì gọi là văn chấn Thái Bình hoặc là đơn Thái Bình, nó chả lai cái gì. Có nhiều cây thì gốc rất là to, đáng nhẽ là có cái đợt này là bà ấy là mua được cái loại Hoàng Hường, mấy cái loại đơn Mỹ Cam của con thằng Tiến Béo, gọi là mua của cái thằng Ngáo Ngơ. Thằng ngày xưa nó phải mua cái loại Hoàng Hường là 40.000, hơn 40.000, về đến đây phải 45.000. Nhưng mà đợt ý bà ấy mua 6.000 sướng nhỉ. 6.000 tháng 3, thế ai bây giờ mình sợ đéo bán được, đéo ai mua thì làm nào. Ừ, rồi. Đấy, người hỏi cháu mua, nhưng mà cháu bảo là ngày xưa mà các bà như bà Quế Giang mua, bán như bà Quế Giang bà ấy bán 4 lá như thế này 50.000 thì bây giờ biết trả người ta bao nhiêu tiền. To hơn ít. Mua 6.000 bây giờ cứ bán cái loại này 20 là mất hết. Bán 20 không? Cháu biết ngay mà. Thế mà bà cháu chỉ cần hớ ra như thế là bà. Nhưng mà mua cháu nghìn dòng nó ta cao như này rồi. Ôi dồi ôi. Thế ra bà bảo là sợ không bán được. Chú ai hỏi mua tự nhiên cháu hớ ra được. Đây này, Hoàng... Nói đùa thế đến chỉ, tối rồi cháu chỉ trả 18 thôi. Hoàng Hường bây giờ Tuấn ơi bà nào. Hoàng Hường đấy. Thoát thân cao. Hoàng Hường thoát thân cao nha. Tình thằng có cây mỹ cam đến như này là nhà quế xén một đợt nữa xong nó có tán ra. Ui đẹp lắm của bà ấy, đẹp lắm. Bán rồi thao 150 một cây, thao rồng. Thoát chỉ như thế thôi. Nhưng mà mỹ cam có tán hơn như này. Hôm qua còn bảo mấy khách là cái hàng giống cháu phải phạt người ta 20.000 này. Mỹ cam với cả cái mỹ cam với Hoàng Hường ấy. Không phải mới cắm, nó phải hơn 20 phân rồi. Ừ, nghĩa là cắm nó đâm độc ra như thế. Bà mua của con thằng Tiến Béo là cái thằng Ngáo Ngơ ấy, nó là đại gia mua 6.000 đi. Thì nó không rồng nữa, nó chán, nó rồng dựng đất rồi xong lại bán cho ta. Cháu biết rồi, nó bán cái ruộng nhài cho khách 700, bây giờ khách về chắc là bán được cho 300. Tại vì khách mua phải cái đợt mà nó cao ấy, nó trong Tết ấy. Khách chốt 700.000 ấy, nó bảo là bán hết của cho khách 700.000 rồi. Nhưng mà mình bảo là bây giờ cái ruộng mà bà đánh đơn đấy còn gì. Ở đấy có ấy đây. Nhưng mà bây giờ không có thước thì làm thế nào. Hình như ở cái chỗ học xe của cháu có thước không bà. Bà ra bà lấy đi. Và để dép bở bà đi trên đất như cháu thì không bị ngã này này. Người thành phố làm gì. Đi trên đất là quẻ. Ở cái học ấy, học mà có cái. Không, có thước ở ngoài thì lấy dây đó. Không chơi kiểu ý. Ở cái học mà có cái non bò húc ấy, ở đấy có thước đấy. Nó đi đâu kệ nó à, ở xe cho có mà. Xe ở chỗ mộ đấy, cái xe trắng trắng ấy. Thế thì bà bảo nó đưa cho. Cái hàng này thì nói chung là nếu mà đây này, cái đơn lá nó dài như này, là cái dòng. Trong đơn cờ này. Ô mẹ lúc trước mà không bảo, không biết tới con thằng Quý nhỉ. Hương đâu. Nhưng mà con anh em chúng nó còn đang thằng thì mua vào, thằng thì bán ra, chả biết đường nào một lần. Còn cái dòng này của bà thì không phải nó gọi là dòng văn chấn được. Mà dòng này là dòng gọi là dòng đơn cờ. Cờ hoặc là văn chấn kiểu văn chấn nai ấy. Nếu mà chỉ dựa vào lá nó tròn như này này. Nhưng mà nó dài dài như này này. Đấy, còn nếu mà dòng văn chấn bình thường nha, nó khá là sai hoa. Định quay ra quay cái vườn văn chấn cho thằng cu em để bán thanh lý nốt. Nhưng mà thực ra thanh lý, nhưng mà các ông không thể, mẹ cứ nó cũng tiền triệu đấy các ông. Nếu mà bình thường một cành văn chấn như này nha, là nó ra hoa dọc như này. Còn con thằng kia còn bán, bảo bán chiêu liêu. Mình còn chưa biết chiêu liêu là gì, vừa đọc qua thấy nó cũng có hoa, xong rồi nó có tác dụng chữa bệnh với các thứ này. Định quay chiêu liêu. À đây quay cho các ông, tại vì bà còn đi ra lấy thước mà.
Đây tí tôi sẽ nói về dòng văn chấn nai này, xong rồi tí nữa các bạn sẽ được xem văn chấn xịn với văn chấn nai. Nhưng mà tạm thời thì bà này rồi cũng lại đi ra đây tay không thôi mà, cũng không mang được thước đâu mà. Bà bảo bán cả sung cho bà nữa, nhưng mà hồng hiếc này, sung này này, chả biết bao nhiêu bây giờ, biết trả bao nhiêu bây giờ. Toàn bà lớ ngớ thế này thì chết thật. Nhưng thực tế là trêu bà ấy thôi chứ còn cũng không lớ ngớ lắm đâu. Thế cái năm nay thị trường nó lung tung lắm. Đây là chiêu liêu của thằng ngu đây này. Thằng này thì mình nói ngu được, mình lớ ngớ được. Nhưng nói bà Tâm với cả bà Quế Giang là lơ ngơ là hôn, đúng không? Mình phận con cháu. Đây này, cây cây này này. Hôm qua thế này thì tôi mới ấy cái chiêu liêu. Đã hôm qua là vào con thằng Dũng. Thằng Dũng nó bảo là cẩn thận bị lừa đấy. Tại vì tôi hỏi cái bằng Đài Loan ấy. Tại vì hôm qua là có cái chuyện bằng Đài Loan Cẩm Thạch. Mẹ cái cây cao 2 mét mà 3 triệu rưỡi. Đấy là tôi còn chưa có công. Con thằng Cường nó báo khách thì chắc là cũng phải tầm 5 triệu hoặc 6 triệu, 7 triệu. Bằng Đài Loan Cẩm Thạch cao 2 mét, giá 3 triệu rưỡi ở trong miền Tây. Đấy, thế là con thằng kia nó bảo là bằng Đài Loan mình. À tôi mới bảo, tôi là cây cao bằng Đài Loan mình, cái đường kính là 4 đến 6 phân. Nó cao tận 4 mét mới có 60.000, mới 80.000. Cái loại này mà cao có 2 mét, không đo gốc, không đo cái gì. Tại ở trong ấy là cái giống mới này. Nó không đo gốc, nó chỉ đo chiều cao, cứ cây 2 mét. Cây 2 mét là 3 triệu rưỡi. Mình mới nhân tiện thế là thằng con thằng Dũng nó bảo là bằng Đài Loan ở mình ấy, cái bằng này này. Nó cũng có hai loại đấy. Một loại là tán nó không cân xứng đâu mới thế nọ thế kia. Thế là gọi cho cứ hai đứa cãi nhau ấy. Tức là mình thì mình không công nhận, mình bảo chỉ có một loại bằng Đài Loan thôi. Thế là xong rồi mình mới gọi cho con thằng này, con thằng Tuấn Dinh, Tuấn Châu. Thế là nó bảo là bằng Đài Loan mình chỉ có một loại thôi, của tao là bằng Đài Loan xịn. Thế là xong rồi về sau nó bảo à thế thì là cây chiêu liêu. Tao có một ruộng chiêu liêu 100 cây ở ngoài kia, gốc to lắm, mày ra mày xem. Thì đây là chiêu liêu. Chiêu liêu này thì có nhiều cái công dụng linh tinh lắm. Mùa hoa của nó là mùa tháng 5, tháng 6. Đến tầm này là nó là mùa quả. Ông nào mua chiêu liêu thì liên hệ tôi nhá. Bây giờ tôi cũng chả biết bán bao nhiêu. Mà gốc nó to lắm, nó phải hơn găng tay. Kiểu gì bà Tâm cũng không, mà cái da của nó cũng buồn cười lắm nhỉ. Cái da của nó cũng buồn cười lắm. Chứ ở đây nếu mà những cái cây to to như này thì không có chuyện ế như này đâu. Nhưng mà kiểu nó lạ lạ, xong không ai ấy phải chiêu liêu ấy, không ai làm thị trường cho nó ấy. Chứ còn người ta mà mua chiêu liêu thì có thể là người ta không biết ở tôi có. Đấy, chiêu liêu. Đây nó cũng cấu tạo cũng khá giống bằng Đài Loan đây này. Nó cũng có những cái dưới này này. Nó phân tán này này. Nó cũng có phân tán như này. Như cái con thằng Dũng thì nó bảo là nếu mà như thế thì cây này nó cũng là bằng Đài Loan. Nhưng mà cái loại này là tán nó không được cân. Nhưng mà lá nó khác mà. Thì anh em chúng nó bảo là bà lấy thước kìa. Ơ đấy, vừa mới sửa đổi đấy. Đây này cái ơ đây là xanh. Cái lá của chiêu liêu thì nó to hơn so với cái lá bằng Đài Loan. Đây này, gọi là chiêu liêu. Chiêu liêu. Nó có cũng chết làm thuốc với các thứ đấy. Cái này á? Vâng. Đấy, xong rồi nó bảo là anh Niêm nó bị úp xoạt, xong bị lừa đấy. Bảo là anh Niêm mà cũng bị lừa, bảo là ngày xưa mua bằng Đài Loan nó bán mẹ cho chiêu liêu. Buồn cười lắm. Bây giờ đợt ý chắc là chưa ấy. Cái loại này chắc của nó cũng phải trồng chục năm rồi đấy. Chục năm rồi đúng không? Hơn chục năm ấy chứ. Đấy. Thôi bây giờ bà cứ làm sao bà đo được cho cháu bọn này thì đo. Còn cháu để cháu hôm nay cháu nhớ là bà có cũng có mỹ cam. Chỗ nào mà nó quang quang ấy, chứ còn cây nó di rít như thế này thì nhìn thế làm sao được. Khó, quá khó luôn. Quá khó luôn. Cây này sao lại cắt cụt thế này? Xén nó phải xén vừa vừa thế chứ. Sao lại xén cắt đau thế này? Cây này. Cái này này. Cây này á. Cắt đau thế. Chắc thằng nào nó thấy đơn sốt nó vào nó cắt để nó lấy mắt rồi đây này. Không phải, chả có nó bắt cây là nó bị gì chắc là gì. Kinh hồn bà cũng quật, bà cũng phun môi cả. Phun gì? Ai phun? Phun môi. Chắc chắn luôn. Môi hồng như gái 18 thế này thì môi của bà. Môi của bà. Cây này cũng được, đứng một chỗ, cây này đứng một chỗ được đây này. Đấy đấy, bà đo đi. Nhưng mà có cái thanh sắt như thế là bà đút làm sao được thương. Đo cao nhá. Đo cao cũng được nhưng mà quan trọng là đo cái vanh của nó. Ơ đây được đây này. Nhổ bớt cỏ đi. Bỏ cái này ra. Đấy. Thế này có phải là bà cháu mình tình cảm không?
Xa cách lắm, dạo này xa cách lắm. Thật. Từ lâu lắm rồi nó cạch ta, nó từ cái ngày mà mấy cây hồng nó bảo Việt Anh với ta, nó nói ta, nó bảo cháu cạch bà, không bao giờ cháu mua của bà. À, cạch bà cơ. Ôi trời ơi. Từ ngày như này không có cái gì đâu mà cạch. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đấy, có cái gì đâu mà cạch. Đấy, Thủy ngày thị trường nó đi lên thì không, ngày ý là thằng do Vanh 14. Ừ. Ngày ý là do Việt Anh chứ ta có phải là do ta đâu. Thì anh nó bảo cháu mới Thủy là một. Cháu thì nói thật ra là cháu bà, chả để ý gì các bà. Cứ để cho cháu nói thật. Thủy là một. Thế thì bà ừ đấy là thằng 99. Suýt 1 mét rồi đấy. Gần 1 mét. 1 mét, 1 mét, đúng 1 mét. Thôi được rồi, người già thì được. Cho 1 mét. 1 mét à? Phải thanh niên là cháu phải, ví dụ như bọn ấy là cháu phải trừ bì xuống 95 đấy. Đúng rồi đấy, người già thì cứ cho 1 mét đi. Bà nó 1m2 thì cháu mà cả xuống 1m thôi chứ còn 1m là được. Ơ à, đứng đằng sau rung rung ấy. Đây nó rất đều. Thoát thân. À thoát thân 1m rồi đúng không? Vanh 14 đúng không? Kinh vanh 14 thoát thân 1m. Cao thì bà Tâm cao bao nhiêu? Mà cao gần 1m5, 5, 5, 6 là hợp lý. Bà giơ tay thẳng lên rồi. Là 1m9 rồi, cây này đánh cả bầu nó rơi vào tầm 2m2. Từ 2m2 trở lên. Tán bà thử kéo tán, kéo thước ra sang hai bên ra nào. Đấy, đọc số cho cháu. 1m20 à? Hàng ở đây thì nói chung là như cây này là nó quang và nó cũng khá là to. Nó hầu như nó cũng là cái nứa to nhất đấy. Còn các cái cây khác thì nó không được to bằng, nó cũng không được thoát cao bằng. Các bà ra đo cây này đi không là người ta cứ đòi lấy cây ý là không có mà giả đâu. Thân thì có hiện tượng nứt rồi nhưng mà đây này đo cây này này. Đấy đo cây nứa này thôi. Cây này thì... cây kia kia đấy. Nó đều đều thôi, đừng to đo quá xong rồi người ta đòi là không chơi được. Bé quá cũng không được mà đều đều thôi. 15. Ôi là vanh còn to hơn à? 15. 15. Từ từ giữ nguyên hiện trường. Đây đây đây. Rõ chưa? Vanh 15. 15 đây, 15 rồi. 16 đến nơi rồi. Thoát thân. Nhưng mà cái này thì hai bà cháu tôi chưa biết giá. Chưa, hai bà cháu đều kiểu mày trả tao được bao nhiêu? Thế bà đòi bao nhiêu? 77. Thoát 77. Cái câu chuyện của cái vườn này nó rất buồn cười. Tức là bà ấy thì mày mua được số lượng như nào mày trả tao bao nhiêu, thế bà đòi cho bao nhiêu, bà lấy cho bao nhiêu đấy, cứ kiểu quay đây cho nên rất mất thời gian. Thà cứ quay trước xong rồi tí nó về nghĩ giá. Bà đứng đằng sau bà rung cây làm cho nhanh lên, trời mưa nó nắng lên để cháu còn đi làm gì. Đấy nó cũng thế, tán nó rất to nha. Nếu đánh lên, nó thật ra như bọn này mà đánh lên thì cậu mới cảm giác là cái sự vĩ đại của nó. Còn cái loại này thì nói chung là vanh của nó loanh quanh. Bà đo một cây ngót nhất cho cháu xem nào. Cây gì cả. Cây kia là cây ngót nhất này. Đấy đấy đấy. Thì lơ mơ vài cây thôi chứ còn nhiều quá cũng không làm gì được. Thoát thân thì các bạn nhìn những cái nây của bọn này nhá. Thoát rất ghê nhá. Thoát đẹp rồi. Thoát rất ghê. Mình đã chọn nhà nó nhiều lắm, mình đã chọn. Nhưng mà bà mua từ bao giờ? Mua mấy năm nay thì phải biết là mấy năm chứ nhỉ. 3 năm. 3 năm á? Thế đợt mua là bao tiền? Hết 3. 10 vanh 13. Ừ 13 quyển vanh 13. Vanh 13. Đợt bà mua là bao nhiêu tiền? Hình như là mua 6-70. À mua 6-70 á, 35. Thôi mỗi năm làm 30. Thoát 1m07. Thoát 1m07. Tức là mỗi năm làm 30 thì 35 là 90. 90 thì bây giờ trả 150. Đấy, vanh 13. Vanh 13 xong thoát bao nhiêu nhỉ? 1m07. Thoát 1m. Đấy cho các ông xem gia tài. Không phải cây này đâu, cây này là cây giống. Chứ không phải cây này. Đấy, toàn cây là cây ấy nhất mà thoát rất là cao. Còn cái đặc tính của cái đơn này thì tôi nói thật ra là nếu mà các bạn mà chỉ phân biệt là lá tròn với lá dài ấy thì cái loại này là lá tròn. Thì gọi là ở tôi bây giờ là gọi là văn chấn lai. Nhưng ông Lâm cũng bảo là nó có lai cái gì đâu mà mày bảo văn chấn lai. Thì nếu mà gọi là văn chấn Thái Bình. Đấy, gọi là văn chấn Thái Bình. Đây này. Đấy, chứ còn nếu mà các bạn mà phân biệt cái loại đơn cờ ấy thì đây để cho các bạn xem cái lá này. Lá của đơn cờ thì nó dài. Nó dài mà nó bé. Nhưng mà cứ đi làm cái đường bé không, hai cái container như này tránh làm sao được nhau. Đây này. Đơn nó tròn này này. Tí tôi sẽ nói cho. Còn nếu dòng văn chấn xịn nha, một cành như này nó ra hoa nhiều lắm. Đấy cho nên là ở đây các bà ấy cũng làm nói chung là làm sau ông Lâm nhưng mà chắc cũng phải lên 5-6 năm làm cây rồi. Nhưng mà đấy có chuyên đầu. Có chuyên đầu. Đây lá của nó thì đấy. Ra gì? Đây cái dòng này thì nó lá dài hơn. Lá nó dài và lá nó nhọn. Phần đầu lá ấy. Đây này. Cho các bạn xem. Để cho nó phân biệt từ lá này thì lá tròn với lá dài ấy. Còn cái dòng này thì đúng đơn cờ thật. Cờ ta. Đợi. Sơ sơ cho các bạn xem. Có bao nhiêu cây nhỉ bà nhỉ?
150 cây cơ á. Trăm năm mươi cây. Còn rất nhiều nhá, còn cả đơn hoàng hường này này. Nhưng mà đợt ý bà mua của con thằng ngu kia là 6.000. Thì bây giờ trồng có mấy tháng thì nó nhớ nhớ nhàng nhàng ấy, đánh vào nó bẩn thuổng ấy. Thằng ngu kia nó cũng, nếu mà nghe thông tin nội bộ thì ngày xưa nó mua 45.000. 45.000 được như thế này, nó chỉ có 4 lá thôi. Nhưng mà về sau nó trồng chán ra, nó bán cho bà Tâm Tơ là 6.000. Ơ nhưng mà bà, tại sao người ta gọi là bà là bà Tâm Tơ? Ông ấy tên là Tơ. Ông ấy là Tơ đúng không? Ừ. Chứ cháu lại tưởng là Tâm Tơ, tức là kiểu ấy ấy, kiểu người ta nói bố láo mấy cái thứ ấy. Đấy Tâm Tơ ấy. Đấy bà có hiểu lỗi lòng của cháu đâu. Trước khi gọi bà là Tâm Tơ là cháu phải suy nghĩ, còn phải đau hết đầu đấy. Không biết là mình có xúc phạm gì, mình có trịch thượng gì không. Hóa ra là bà này bà Tâm, ông ấy là ông Tơ. Cho nên là người ta gọi là Tâm Tơ. Mình lại cứ nghĩ là Tâm Tơ, tức là kiểu ấy ấy, mà mình phận con cháu làm sao mà được gọi như thế. Lịch sử một câu chuyện nó cũng dài lắm ấy. Đây này, đây là Hoàng Hường này. Thằng ngu nó bán 6.000. Nó mua 45.000 về sau. Nó trồng chán nó bán 6.000. Đấy, nó thị trường nó thế này. Nó bán cho khách cây nhà kép 700.000. Bây giờ thị trường nó đi xuống hay thị trường nó ấy thì không biết là khách về bán được bao nhiêu. Nhưng thực ra là người ta mua 700 về người ta bán 800 hoặc 900 cũng đơn giản. Nhưng ngày xưa người ta hy vọng là ví dụ mua, các bạn nếu mà trồng các loại này các bạn xén nó đi thì. Đây là cái gọi là cây mỹ cam đấy. Tôi hay gọi nó là cây 20 tỷ đấy. Cây đơn 20 tỷ đấy. Bạn cứ đánh lên. Còn đây là Hoàng Hường. Hoàng Hường thì các đọt của nó đây này, đọt của nó sáng này. Nếu mà đơn vàng đạt đọt của nó cũng sáng như này. Ơ đọt bọn này cũng sáng này. Đọt của cái mỹ cam này cũng sáng à. Thế là chỉ có dòng đơn đỏ thì cái đọt nó mới đỏ. Chứ ví dụ như cái cờ ta hay cái à tức là vàng ta thì cái đọt nó cũng sáng như này này. Có để cháu chụp mấy cái ảnh cháu xem cho nào. Giá cả thế nào? Hồng hồng ở ngoài kia nên chứ gì, như thế này cũng được. Cũng được, nhưng mà có mỗi cái này ở chỗ này nó không có ấy nhỉ, nó không đều. Bà cứ nhặt ở chỗ mẹ nào ra đây trồng. Lớp trước là rồng, nhưng mà cây to cây bé. Đấy, nó cứ cây to cây bé này nó mình có. Chiết ra thì cũng cứ rồng cây, nhìn cây được thì rồng, những cây ngọn mầm mà nó to nó đẹp thì nó lên. Ở đây thì nói thật ra nhá, giá hoa hồng không đâu cạnh tranh được đâu. Trừ những ông đang vứt hồng đi thì là có thể là lại bảo là sao lại không ấy, nhưng mà giá hồng ở đây là rẻ. Ví dụ như cùng gốc, cùng thoát, cùng chiều cao cùng ấy này. Thì ở đây là rất là rẻ. Còn ví dụ như chỉ cần nghe phong thanh là giá hồng bây giờ nó đang cao rồi đây là bái. Tất cả dừng giao dịch. Ngân hàng tạm thời đóng cửa để tôi suy nghĩ thêm. Đấy, cái dòng này thì các bạn biết là nó rất là... Sao lại buộc cả băng dính vào cổ ngọn thế này? Toác à? Cái ý trăng ý là ông ấy buộc xong là kiểu như là nó dặn dặn đến đất ông ấy giữ vào để cho nó... Thôi được rồi, bà con mình hôm nay giao dịch đến thế xong rồi để cháu chụp mấy cái ảnh xem nào. Là thị trường nó như thế nào, xem có đại gia ở bên Hồng Kông người ta sang người ta trả 6 tỷ 2 như nào. Cái ông Lê Minh là rõ ràng là cây nhập Trung Quốc, ông làm cho phát là đại gia à, thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ 2. Đau hết đầu. Toán bọn nó nói phét, nông nghiệp là nói phét như rời như biển. Đây để chụp cái ảnh đã nhá. Tức là cái hàng này nó toát rất là cao, gốc rất là to, tán cũng rất là to. Cho nên bây giờ lựa để trả giá thôi. Ví dụ các bạn mua như thế nào thì đầy gốc cũng rất là to. Toát rất là kinh. Đơn. Đấy, toát rất kinh. Đã sàng lọc rồi. Nói chung là các bà kiểu ấy, các bà cứ mua lại của người nọ người kia, các bà phải mất thời gian đi trả giá mấy các thứ, nó mất thời gian lắm. Nó cũng chính là giá đây. Nhưng mình không có thời gian cho nên là bà con quý nhau thì cứ nói thẳng giá. Nhưng mà cái chỗ này thì buổi sáng là ui con này thoát cao thế nhỉ. Con này thoát cao ấy. Con này thoát đến vai tôi, nó phải tầm 2 này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12. Thoát mẹ gần 1m4. Đấy. Mà lây lây rất đều nhá. Tức là cái lây tức là phần cổ ngọn này. Phần cổ ngọn này mấy phần gốc là nó như gần như nhau thì người ta gọi là cái lây. Chứ còn trường hợp ví dụ như gốc rất là to nhưng trên nó bé ấy. Chứ còn nếu mà cái giá mà tí nữa hoặc là đấy tôi nghĩ thì sẽ ấy hơn. Cây ý như thế đây còn có cây nhỏ hơn một tí, còn thoát cao nữa này. Thoát cao thế này.
Trồng gọi là trồng trồng đơn để kiếm thêm thu nhập thôi, nhưng thu nhập chính là cái bọn này này. Thu nhập chính là cái bọn ở dưới, nhưng mà cái loại là thoát cao thì cái tán lại chả đâu vào đâu. Ít nhất nó phải tán được như thế này chứ, này. Gốc nó to. Tán lại ngoe ngoe ngoe. Thu nhập chính là gừng này. Chủ yếu là kiếm từ gừng là chính thôi, chứ còn đơn chỉ làm thêm thôi. Ơi, tạm biệt mọi người đây nhá.